Bí quyết của phụ nữ Nhật luôn trẻ mãi không già. Phụ nữ Nhật Bản vốn nổi tiếng là trẻ mãi không già, nhưng họ không phải dựa vào những thảo dược đắt tiền hay sự hỗ trợ của công nghệ làm đẹp, mà họ có những bí quyết trẻ lâu cho phụ nữ, đơn giản và hiệu quả, đáng ngạc nhiên. Để trẻ lâu không khó, nhưng để có thể thực hiện các bí quyết trẻ lâu, cần phải kiên trì thực hiện đến cùng những thói quen về ăn uống, tập luyện, sinh hoạt. Duy trì được những thói quen tốt của phụ nữ Nhật Bản thì bạn sẽ luôn có cơ thể khỏe mạnh, trẻ trung, rạng rỡ. Sau đây là những bí quyết để trẻ lâu của phụ nữ Nhật Bản để giữ nét thanh xuân cho bản thân mình. Cơ bản về quá trình lão hóa. Lão hóa là một quá trình tự nhiên. Nhìn ở góc độ sinh học, lão hóa là một quá trình tự nhiên và không thể tránh khỏi của cơ thể sinh học theo thời gian. Đó là một sự suy thoái về mặt cấu trúc và suy giảm chức năng, khả năng thích ứng, suy giảm sức đề kháng. Quá trình lão hóa bản chất là sự phát triển liên tục từ khi trứng thụ tinh cho đến khi chết đi, nhưng chỉ ở một giai đoạn nhất định, đặc điểm lão hóa sẽ rõ ràng hơn. Nó chủ yếu được phản ánh trong sự mất mát của các tế bào và các chất cấu thành trong các mô cơ thể, làm chậm tốc độ trao đổi chất của cơ thể, mất chức năng cơ thể và các cơ quan bên trong. Lão hóa là việc ta không thể dừng được, nhưng việc lão hóa sớm hay muộn phụ thuộc vào mỗi người. Chống lão hóa không giống như chăm sóc da. Để chống lão hóa, mọi người đang có xu hướng rơi vào một sự hiểu lầm rằng lão hóa là sự gia tăng tuổi tác, làn da lỏng lẻo, nhiều nếp nhăn, khuôn mặt già nua. Vì vậy, ngày càng có nhiều người hiểu về việc chống lão hóa theo nghĩa hẹp như chăm sóc da, sử dụng một số sản phẩm y tế như độc tố, botulinum acid hyaluronic, collagen, và thậm chí nhiều người còn coi đó là báu vật, sản phẩm thần thánh hay thuốc tiên trong việc phòng chống lão hóa. Để khắc phục tình trạng lão hóa đến sớm hay muộn, bạn nên cần chăm sóc sức khỏe với một chế độ ăn uống ngủ nghỉ hợp lý ngày hôm nay. Những thói quen giúp chống lão hóa của người Nhật. Uống trà xanh. Bột trà xanh matcha được làm từ lá chè ngon nhất, chất lượng nhất. Đem lá chè sấy khô rồi nghiền thành bột mịn. Bột trà được hòa trong nước nóng. Trà matcha được dùng trong nghi thức trà đạo. Trà xanh không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn tốt cho sức khỏe. Trong thành phần của trà xanh giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, thậm chí còn giúp giảm cân. Ngoài ra, sử dụng trà xanh còn có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và ung thư. Theo một nghiên cứu năm 2006, những người trưởng thành ở Nhật Bản thường xuyên sử dụng trà xanh thì tỷ lệ tử vong do các chứng bệnh tim mạch là rất thấp. Cũng theo nghiên cứu này, những người Nhật mà uống 5 cốc trà mỗi ngày thì tỷ lệ tử vong chỉ còn dưới 26%. Dầu hoa trà, tsubaki. Tsubaki hay dầu hoa trà chứa nhiều axit béo omega 9, còn được gọi là axit oleic, các protein thiết yếu và glyceride, rất hữu dụng trong việc duy trì mái tóc khỏe mạnh, bóng mượt. Đó là lý do dầu hoa trà thường được thêm vào các sản phẩm dưỡng tóc và rất phổ biến tại Nhật Bản từ nhiều thế kỷ trước. Ngoài dưỡng tóc, dầu hoa trà còn được phụ nữ Nhật dùng trong nấu ăn nhằm tăng cường khả năng miễn dịch, giảm cholesterol và cân bằng lượng đường trong máu. Loại dầu này cũng đặc biệt có tác dụng với làn da khô và dễ bị mụn trứng cá. Sử dụng thực phẩm lên men. Bí quyết mảnh mai và trẻ lâu của người Nhật. Uống trà xanh, ăn thực phẩm lên men, ăn hải sản, đi bộ, nấu ăn lành mạnh, chia các bữa nhỏ và tập võ thuật. Người Nhật thường ăn những thực phẩm lên men như kefir, trà kombucha, dưa cải muối sauerkraut, canh miso, kim chi và bánh đậu tương lên men tempeh. Những loại thực phẩm trải qua quá trình lên men có vi khuẩn tự nhiên cùng với đường và tinh bột trong thức ăn tạo thành axit lactic. Việc lên men giúp duy trì các dưỡng chất tự nhiên có trong các loại đồ ăn, các enzyme có lợi, vitamin B, axit béo omega 3 cùng probiotic. Đồng thời, quá trình lên men còn tăng cường lợi khuẩn đường ruột và phân hủy thức ăn dưới dạng dễ tiêu hóa hơn, nên thúc đẩy quá trình tiêu hóa sẽ dễ dàng giảm cân. Thêm vào đó, việc bổ sung thực phẩm lên men còn có thể đào thải các độc tố gây hại, kim loại nặng từ các mô tế bào. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng rằng những thực phẩm lên men không có sữa và các loại thảo mộc có tác động tích cực đối với lợi khuẩn đường ruột. Ăn hải sản.
Nhìn chung, khẩu phần ăn chủ yếu của người Nhật có cơm, phở, đồ hải sản. Bởi đất nước mặt trời mọc được bao bọc bởi biển cả, vì vậy ở Nhật Bản luôn có nguồn hải sản phong phú và đa dạng. Phải kể đến nhiều loại cá khác nhau như cá ngừ, cá hồi, cá thu và tôm. Trong đó, cá có rất nhiều công dụng vì trong cá có hàm lượng protein cao, nhiều dưỡng chất thiết yếu và axit béo omega 3 tốt cho trí não, sức khỏe tim mạch và các cơ bộ phận trong cơ thể người. Axit béo omega 3 đặc biệt hữu ích trong việc giảm mỡ dư thừa trong cơ thể, cụ thể là mỡ vùng bụng. Thêm nữa, các loại hải sản còn có tác dụng kháng viêm và tốt cho hệ thần kinh. Omega 3 tăng cường độ mịn màng cho làn da, ngăn ngừa các bệnh lý rối loạn về da như viêm da cơ địa, bệnh vẩy nến, mụn trứng cá, vulgaris, ung thư da lành và ác tính. Người Nhật tin rằng cá càng tươi ngon thì càng tốt cho cơ thể con người. Đây cũng chính là lý do mà người Nhật có nhiều món được chế biến từ các loại cá khác nhau, phải kể đến là món cá sống, cá nướng, cá chiên, cá hấp. Khẩu phần ăn nhỏ. Một bí mật về ăn kiêng là bạn hãy chia khẩu phần ăn của mình thành nhiều phần nhỏ, bớt lượng thức ăn ở mỗi phần. Các nhà khoa học chỉ ra rằng khẩu phần ăn nhỏ quan trọng hơn loại thực phẩm bạn nạp vào cơ thể. Khẩu phần ăn nhỏ sẽ giúp bạn tránh tình trạng ăn quá nhiều và nạp một lượng calo vừa đủ cho bản thân. Nguyên tắc trình bày bữa ăn của người Nhật là bố trí đồ ăn theo những phần nhỏ, không lấp đầy đĩa thức ăn và sắp xếp thực đơn hợp lý vừa đủ, chú trọng thực phẩm tự nhiên. Thói quen đi bộ. Đi bộ là một bài tập thể dục có ích cho sức khỏe con người. Đi bộ giúp giảm cân, giảm stress và tăng cường năng lượng, có lợi cho tim mạch. Ở Nhật Bản, tại các thành phố, ngoài sử dụng các phương tiện di chuyển như tàu điện ngầm, xe buýt, xe hơi thì mọi người thường đi bộ mỗi ngày. Họ tập đi bộ hoặc đạp xe đến trường và công sở hàng ngày. Đó là hình thức rèn luyện và duy trì thói quen để có một cơ thể tốt, mạnh mẽ hơn. Bạn biết gì chưa? Một thương hiệu mỹ phẩm đang được giới nghệ sĩ Việt vô cùng ưa chuộng. Hàng loạt diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng như Á hậu Huyền My, diễn viên Thanh Hương, Băng Di, Quỳnh Cùn, Angela Phương Trình cùng hơn 80.000 khách hàng đang sử dụng sản phẩm mỗi ngày. Sản phẩm giúp trẻ hóa và tái tạo làn da, phục hồi da tổn thương do hóa chất, làm sạch lỗ chân lông, căng da mặt, giải quyết tận gốc mụn, nám, tàn nhang, sạm da cùng với nhiều ưu điểm vượt trội. Liệu đây có phải là sản phẩm bạn đang tìm kiếm mỗi ngày? Detox Blank cho da trắng hồng, rạng rỡ. Cảnh báo, sản phẩm quá hot nên đang bị làm giả rất nhiều. Để mua Detox Blank chính hãng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi tại Shop Khởi Nghiệp. Địa chỉ 40/23 Bảo Cát 2, phường 14, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khuyến mãi đặc biệt mua một combo tặng một sữa rửa mặt, free ship toàn quốc chỉ trong tháng này. Thoải mái check tag điện tử và mã QR hóa đơn trước khi nhận hàng. Gọi ngay số điện thoại 0902-441-339, 0962-6969-39 hoặc truy cập website www.shopkhoinghiep.com để được tư vấn và mua hàng chính hãng.